Xin chào các bạn, nay mình sẽ hướng dẫn các bạn hiệu ứng mốc trong PowerPoint. Làm ngay cách này để bài thuyết trình nâng tầm đẳng cấp. Đầu tiên cần chuẩn bị cho mình một hình núi non hùng vĩ. Căn chỉnh sao cho vừa với slide đang thiết kế. Vào thẻ Insert, chọn vẽ tự do giống mình nha. Vẽ theo hình mình muốn tách rời, càng cẩn thận hình càng đẹp nên các bạn cứ bình tĩnh. Vẽ theo các đường nối ta cho điểm đầu và điểm cuối hội tụ với nhau tại một điểm không phân ly. Chúng ta được một hình tự do xanh như cái biểu cảm của bạn khi thuyết trình vậy. Chú ý ta chọn ảnh trước và chọn vật thể xanh sau. Vào format chọn giữ lại phần giao nhau. Cho ta ngay lớp núi đầu tiên. Tương tự như vậy ta tách từng lớp một, càng tách nhiều lớp càng xịn sò con bò nhai rơm nhé, khổ trước sướng sau thế mới có bài đẹp. Nhân đôi slide và quay lại slide đầu. Di chuyển từng lớp núi số 1, cách nhau một khoảng không cần đều. Mẹo nhỏ mách bạn là theo luật xa gần thì cứ gần ta cho nên trước còn xa ta cho núi bước về sau để thấy em rõ hơn. Núi xa cho càng xa xí lắc càng tốt. Sau tất cả mình lại trở lại slide 2, trong thẻ Transition chọn hiệu ứng chuyển trang mốc. Có công trồng hoa có ngày hoa thành của nhé. Chúc các bạn thành công!